Alo, Hòa Bình đâu ạ? Alo, Hòa Bình đây. Vâng. Vợ tôi là 52 tuổi, coi Vâng. như là vợ tôi là 46 tuổi. Vâng. À, đến bây giờ là coi như là cuộc sống nó coi như là bây giờ đi mỗi người một nơi. À, mỗi người Bây một giờ nơi. này ở trên nhà gia đình ấy, Vâng. thì bây giờ các cháu nó lớn rồi, Vâng. thì ở nhà điều kiện khó khăn. Vâng. Vợ tôi thì bây giờ là đi coi như là toàn là làm mà. Thì Vâng, coi như đi làm xa thì đúng không? làm 27 tháng 7 vừa rồi nè, thì coi như là đi lần thứ hai. Vâng. Thì đến bây giờ thì coi như là tôi cứ gọi điện xuống ấy, thì cứ bảo là coi như là thôi đang bận đang làm, đêm nó cứ hát karaoke đi suốt những cái công chuyện ở đâu thì coi như là trong chuyện tình cảm người yêu mà. Rồi. Thì đến bây giờ thì tôi nói thật, như đến bây giờ ở nhà một mình tôi ở nhà nó thật những buồn lắm. Vâng. Thì mình chỉ hỏi coi như là các nhà tư vấn coi như là Rồi. làm sao để coi như là bảo vợ bảo con này, các cháu nó coi như là lớn rồi, bảo vợ này coi như làm nào coi như Tôi hiểu được cái đấy. băn khoăn thắc mắc của anh rồi. Hôm 1-2 tháng 9 này, Vâng. 27 tháng 7, 1-2 tháng 9 về là coi như là tôi kiểm tra là coi như số máy nó hình như là gọi hơn 100 cuộc. Tóm lại là vợ anh đi làm ăn xa, chắc là có lẽ xuống Hà Nội làm đúng không? Ở Nha Trang cơ. Rồi, đi vào tận Nha Trang làm việc đúng không? Và anh cảm thấy rằng là tình cảm của hai người có vấn đề, sứt mẻ Có đúng không? vấn đề đấy. Vâng, thí dụ như anh theo dõi những cuộc điện thoại của vợ thì gọi đi rất nhiều, trong khi đó anh là người chủ động gọi cho vợ thì vợ luôn luôn kêu bận. Vâng, và bây giờ anh đang muốn là làm thế nào để níu kéo cái tình cảm vợ chồng nó như ngày xưa đúng không? Đấy. Anh Đình Đoàn Đấy sẽ tâm sự với anh. có anh đi đoàn đâu. Vâng, thì chào anh. À, tôi nghe câu chuyện của anh với lại anh Thành Văn rồi. À, cũng không có nhiều thời gian, cũng có lẽ là nói ngắn gọn thế này. Cũng vì hoàn cảnh mà mình phải để vợ ra đi mà ra thành phố thì đúng là nó cũng nhiều cạm bẫy. À, nhiều người cũng kiếm được tiền về đỡ gia đình nhưng có người thì ra đi không trở về. Không biết rằng là chị đã đi một lần mà 27 tháng 7 vừa rồi về, hai người có trao đổi gì không? Cũng có, nhưng cô ấy chỉ có cười bảo không có gì đâu, nhưng mà tôi cũng kiểm tra trong số cái điện thoại và cái số máy ấy, thì Vâng. coi như là có cái người yêu trước ấy, Vâng. đấy coi như là cách đây 26 năm, coi như là Người yêu cũ thì người ta ở đâu ạ? đi xã trên xã dưới thôi anh ơi. À vâng, cũng còn may là vì chị thì làm trong Nha Trang, còn anh ấy thì cũng xóm trên xóm dưới với mình, như tưởng là anh ấy ở trong Nha Trang với Không nhau biết thì còn kinh hơn. bây giờ là về nhà, nhà tôi đã về rồi, công ty cách tôi là khoảng 30 cây rồi. Thế thì còn người anh còn lo cái gì nữa ạ? Tôi cứ gọi xuống, cứ gọi là coi như là bận, không bây giờ nghe là cứ bảo đi hát karaoke, nhưng mà nó thật sự về được bao nhiêu tôi kiểm tra là bao nhiêu là cái số điện Vâng, thoại biết đấy, bao rồi. nhiêu là cứ nghe người ngoài thôi. Rõ ràng là chị không quá bận vì có thể nghe trăm cuộc điện thoại của người khác, nhưng mà sẽ không muốn nghe của anh, bởi vì thứ nhất là có thể anh gọi điện anh lại không phải hỏi han quan tâm mà lại tra hỏi lại đi đâu, sao giờ này còn hát karaoke, ngồi với ai, ABC gì đấy, mà lần nào như lần nào thì chán chẳng muốn nghe, bởi vì nghe rồi cũng lại vài cái câu như vậy. Đã chả có tiền bạc để cho vợ đi phải đi làm ở bên ngoài để lấy tiền cho nó hỗ trợ cuộc sống gia đình, mà lại còn cứ nhéo nhéo kiểm tra nữa thì cũng là một cái điều mà cũng có thể có lúc cô ấy bận thật, vì là đang làm xong rồi là có khách ở bên cạnh hoặc là gì đó mà lại cứ phải trả lời là đang làm gì đấy, ở đâu hay là vân vân, thì cũng 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 chán. Cái thứ hai nữa là cũng chả có lần nào gọi được cái gì mà nó hay ho mà cứ chỉ có hỏi cha thôi, thì đúng là không muốn nghe nữa thật. Anh cũng phải thay đổi đi, bởi vì mình không thể đuổi theo như mãi như thế được. Có thể tới đây sẽ không có cái anh mà người yêu xóm trên xóm dưới ấy, thì lại có thể một người đàn ông khác, người phụ nữ mà ở cái tuổi 48, 49, 50 rồi ấy, con cái đã trưởng thành rồi, lại quay trở về cái thời như còn son trẻ đấy, cũng thích cái đoạn là khen rồi là gợi rồi nịnh rồi là nhiều chị em là cũng đi váy viết rồi tưng bừng rồi đi giao lưu với anh nọ anh kia, mấy anh 55, 56, 70 ấy, anh ấy khen cho là xinh gái ngon lắm là cũng tít mắt đi, ngược lại ở nhà ông chồng mình không được được cái kiểu thế. Phải nhớ rằng bây giờ phụ nữ đang bước sang một giai đoạn là gọi là tuổi mới lớn thứ hai ạ. Thế là lại thần cần nghe những chuyện nó không phải là quá về về cái chuyện là sao lại thế nọ cha thế kia, thì một là anh cũng nếu như còn tiếp xúc với chị thì phải hiểu rằng là
người ta đang cần một thứ khác. Đấy, đôi khi cái anh mà làng trên xóm dưới người ta gọi được 100 cuộc một ngày chỉ vì là ăn cơm chưa mệt không em? Ôi trời ơi, khổ nhờ, chết sao giờ vẫn còn làm mà. Đó, người ta lại cần cái thế trong khi thì sao sao gọi bao nhiêu cuộc lại tắt đi thế, sao không nghe à? Chán ngay đúng không? Thế thì một là điều chỉnh bản thân mình, hai nữa là anh ơi, anh cũng một là anh cũng vừa tập trung đi làm, ngoài giờ đi làm anh đá bóng, anh nước, đánh cờ, đánh quạt gì rồi, anh làm sao để cho chị thấy rằng là mình cũng là người đàn ông đàng hoàng, độc lập, tự do, vợ cần thì cần, không cần thì tao cũng không chết nhá. Thế thì ở đây mình cũng phải xem xét rằng là mỗi một cái lứa tuổi, cái nhu cầu của người bạn đời của mình nó có khác, mình cũng phải có những cái điều chỉnh bản thân. Hai nữa là về phía người đàn ông, mình cũng phải tỏ ra mình không phải kiêu ngạo gì hay là gì, nhưng mà đừng có lèm bèm, đừng có lèo nhèo. Khi mà làm sao để mà chị còn thấy không đi làm nữa, về nhà giữ chồng, bởi vì giờ này ông chồng hơi bị kinh đấy, vì thế thì mới được, chứ mà cứ đi đuổi theo với cha hỏi với gọi điện thoại thì làm sao mà giữ được cái cuộc sống gia đình nhé. Vâng, anh đang nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Hy vọng là cuộc sống gia đình của anh sẽ hạnh phúc. Xin chào anh nhé. Vâng, thì cảm ơn qua những chương trình.